thủ tục ly dị chỉ mới bắt đầu. Thứ hai đầu tuần, lưỡng viện quốc hội đã thông qua dự luật cho phép bà Theresa May khởi động các bước để Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thứ ba, trước Hạ viện, Thủ tướng Anh thông báo các bước tiếp theo. Giờ đây, chỉ cần có sự chỉ đạo của Hoàng cung trong những ngày tới, chúng tôi tôn trọng lịch trình mà tôi đã lên từ cách đây 6 tháng. Từ nay đến cuối tháng, tôi sẽ trở lại đây để thông báo chính thức khai mở thực thi Điều 50 và bắt đầu tiến trình Vương quốc Anh ra khỏi Liên hiệp. Khai mở Điều 50 chính là màn khai cuộc chính thức các cuộc thương lượng với các nước châu Âu, dự kiến bắt đầu từ cuối tháng này. Một giai đoạn khác, thượng đỉnh 27 nước châu Âu ngày 6 tháng 4, mục tiêu là xác định đường hướng chỉ đạo cho các cuộc đàm phán sắp tới giữa Bruxelles và London. Ba hồ sơ gai góc mà không có lịch trình cụ thể, khoản tiền mà London phải quyết toán cho Bruxelles, quy chế cho 3 triệu kiều dân châu Âu sống tại Anh và hàng triệu người dân Anh đang sống ở các nước của Liên Hiệp. Cuối cùng là tính chất của quan hệ thương mại và ngoại giao mà nước Anh muốn duy trì và phát triển với Liên hiệp châu Âu. Một phức tạp khác, đó là vấn đề độc lập của Scotland. Bà thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã cho biết là bà muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về vấn đề độc lập của Scotland nếu Quốc hội Anh chấp thuận. Viễn cảnh này cũng sẽ đè nặng lên các cuộc đàm phán Brexit.